với đường liên cảng cầu Phước An. Chúng tôi sẽ bắt tay thật lớn chúc mừng lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường xe điện Vũng Tàu Bình Thuận trên đề 994 và xin chúc dự án triển khai thành công tốt đẹp, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Truyền sản xuất đá nung kết và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 65. We'll be right back.